Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 4 tháng 9 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý khán thính giả thân yêu luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị báo cáo gây sốc sau đây. Tiết lộ bùng nổ, Fani Willis có liên quan đến gian lận bầu cử lớn và rửa tiền RICO. Quý vị thân mến, xét theo đạo luật RICO cấm 4 loại hoạt động sau đây. Mục 1962A cấm một người đầu tư vào một doanh nghiệp bất kỳ khoản thu nhập nào có được từ một hình thức hoạt động gian lận. Thứ hai, mục 1962B cấm một người sử dụng hình thức hoạt động gian lận để giành hoặc là duy trì quyền kiểm soát một doanh nghiệp. 3. Mục 1962C cấm một người tiến hành công việc của một doanh nghiệp thông qua hình thức gian lận. Và cuối cùng, thứ tư, mục 1962D cấm một người âm mưu vi phạm mục 1962A, B hoặc C. Hoạt động gian lận là một yếu tố chung trong tất cả các lệnh cấm của RICO. Quốc hội đã định nghĩa hoạt động gian lận bao gồm nhiều loại tội phạm nguồn của tiểu bang và liên bang. RICO không bị vi phạm bởi một đợt đấu giá ngắn hạn duy nhất. Đúng hơn, phải có một mô hình hoạt động gian lận, nghĩa là hành vi có tổ chức, lâu dài. Những người bị kết án vi phạm các quy định hình sự của RICO sẽ bị phạt tù và tịch thu một số tài sản. Trong một diễn biến gây sốc, một cuộc điều tra chấn động đã phát hiện ra những mối liên hệ đáng kinh ngạc giữa Fani Willis và một mạng lưới rộng khắp các hoạt động gian lận bầu cử và rửa tiền. Sự tham gia của Fani Willis chắc chắn sẽ gây ra làn sóng chấn động khắp bối cảnh chính trị. Cuộc điều tra trải dài trên nhiều tiểu bang và nhiều khu vực pháp lý đã tiết lộ một mạng lưới hoạt động bất hợp pháp phức tạp nhằm mục đích phá hoại chính nền tảng của Cộng hòa lập hiến và pháp quyền của chúng ta. Các nguồn tin thân cận với vấn đề cho thấy Willis là người hưởng lợi lớn từ các doanh nghiệp RICO của liên bang và Georgia. Có vẻ như cô ấy hiện đang đóng một vai trò quan trọng trong việc dàn dựng một kế hoạch có hệ thống nhằm thao túng kết quả bầu cử, gây nghi ngờ về tính liêm chính của toàn bộ quá trình bầu cử. Trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, nhóm của Chris Gleason đã phát hiện ra một mạng lưới rửa tiền khổng lồ, bao gồm các khoản đóng góp tài chính cho chiến dịch được thực hiện thông qua ActBlue. Một trong những người hưởng lợi nhiều nhất từ doanh nghiệp RICO rửa tiền này, không ai khác, chính là thượng nghị sĩ bang Georgia Raphael Warnock. Khi cuộc điều tra tiến triển, nhóm Chris Gleason đã mở rộng nỗ lực của mình sang các tiểu bang khác như Missouri, Maryland, Wisconsin, Arizona và sau đó đến từng tiểu bang. Âm mưu này càng bị vạch trần khi Chris Gleason cung cấp dữ liệu cho Trump, O'Keefe và người của anh ta tại O'Keefe Media Group, những người đã vô tình bắt được nhiều suy trâm rửa tiền ở Maryland. Hoạt động rửa tiền quy mô lớn đang diễn ra này liên quan đến gian lận chuyển khoản, trốn giới hạn tài chính của chiến dịch tranh cử, cấu trúc các giao dịch tài chính, gian lận thuế, gian lận phi lợi nhuận, trộm danh tính và lạm dụng người cao tuổi. Hoạt động RICO vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay, sử dụng danh tính của những người già vô tình và các cử tri dân chủ khác. Doanh nghiệp rửa tiền RICO khổng lồ này là nhiên liệu cho toàn bộ hoạt động gian lận bầu cử của RICO. Mua luật sư quận. Doanh nghiệp tội phạm rửa tiền hoạt động ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương. Quan chức dân cử địa phương đầu tiên được xác định là một phần của hoạt động rửa tiền đang diễn ra này là Ovin Pratt. Ovin Pratt đã nhận được số lượng lớn các khoản đóng góp tài chính cho chiến dịch tranh cử từ mạng lưới các cá nhân được xác định là suy trâm. Cuộc điều tra về Ovin Pratt cũng giúp phát hiện ra việc sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trả trước trong cơ cấu đóng góp tài chính cho chiến dịch và thanh toán cho những người thu nhập phiếu bầu. Có ai thấy thú vị khi mà Ovin Pratt buộc tội Tổng thống Trump vi phạm tài chính chiến dịch, đồng thời thu lợi từ một doanh nghiệp RICO rửa tiền hay không? Ovin Pratt đã khoan trả tất cả các khoản đóng góp tài chính bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử của mình chưa? Mua sự công lý bạn muốn. Bạn cần bao nhiêu tiền để mua được một ghế trong tòa án tối cao Wisconsin vào năm 2023? Hơn 23,3 triệu đô đã được huy động, chủ yếu từ các PAC cánh tả được tài trợ phần lớn thông qua các tổ chức liên kết với Soros và doanh nghiệp rửa tiền ActBlue. Những kẻ lừa tiền và suy trâm ActBlue trên toàn quốc đã có rất nhiều đóng góp cá nhân cho PAC, nguồn tài trợ phần lớn cho chiến dịch Gen S vì công lý. Người dân Wisconsin có nên lo ngại về việc mua một ghế tòa án tối cao Wisconsin thông qua một kế hoạch rửa tiền quy mô lớn trên toàn quốc bằng cách sử dụng danh tính bị đánh cắp của người già? Có bao nhiêu thẩm phán và tòa án khác đã bị xâm phạm trên toàn quốc ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương? Họ nói, vì tiền nên chúng tôi đã làm. Mục tiêu đầu tiên chúng tôi xác định trong báo cáo tài chính của chiến dịch Fani Willis là có 222 khoản đóng góp cho chiến dịch của cô ấy mà không có một thông tin về nhà tài trợ. Một điểm đáng quan tâm khác là nhiều đóng góp của chiến dịch cho chiến dịch Fani Willis là từ những người đóng góp ngoài tiểu bang. Nhiều người trong số những người đóng góp ở ngoài tiểu bang này phù hợp với hồ sơ của các nạn nhân và người tham gia chương trình rửa tiền ActBlue mà Chris Gleason đã xác định được ở mọi tiểu bang trên khắp nước Mỹ. SMU-RFS ngoài tiểu bang đã gây ra những nghi ngờ đáng kể. Tại sao những người cao tuổi không đóng góp vào cuộc bầu cử địa phương của họ lại quan tâm đến việc đóng góp chiến dịch cho một luật sư quận Georgia ít được biết đến bắt đầu từ năm 2022? Khi điều tra sâu hơn, một mô hình dường như lại xuất hiện một lần nữa. Khi được liên hệ về việc đóng góp cho chiến dịch tranh cử cho Fani Willis, một trong những người lớn tuổi trong danh sách nói rằng cô ấy chưa bao giờ đóng góp tài chính cho chiến dịch tranh cử của mình. Cô ấy đảm bảo với tôi rằng cô ấy chưa đóng góp nhiều cho chiến dịch. Một mô hình thú vị khác đặt ra những câu hỏi quan trọng. Tại sao người đóng góp chiến dịch cụ thể này lại sử dụng địa chỉ ở nhiều tiểu bang để đóng góp cho chiến dịch? Sau khi điều tra sâu hơn, người đóng góp chiến dịch Fani Willis này đã được đăng ký bỏ phiếu ở một số bang. Một số cá nhân khác, người đóng góp chiến dịch Fani Willis đã đóng góp cho một chiến dịch duy nhất cũng được xác định là cộng đồng cá nhân, thực hiện đóng góp tài chính cho chiến dịch bằng cách sử dụng các địa chỉ ở nhiều tiểu bang, bao gồm Florida, Wisconsin, Illinois và New York. Thật trùng hợp, cá nhân này đã thực hiện những đóng góp giống hệt nhau thông qua ActBlue cho cùng một PAC và chiến dịch. Cá nhân này cũng được liệt kê là cử tri đã đăng ký ở nhiều tiểu bang bỏ phiếu bằng lá phiếu qua thư. Thưa quý vị, khi chúng tôi điều tra tất cả cá nhân đóng góp cho chiến dịch Fani Willis và kiểm tra những đóng góp liên tục của họ thông qua ActBlue, chúng tôi thấy rằng tất cả những cá nhân này đều đang đóng góp cho cùng PAC và ứng cử viên. Mô hình hoạt động đang diễn ra này dường như đã bắt đầu trên quy mô lớn vào năm 2018 và đã nhanh chóng tăng tốc ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương. Một trong những người đóng góp cho chiến dịch Fani Willis ngoài tiểu bang đã được thực hiện hơn 9.178 đóng góp cá nhân ở cấp liên bang kể từ năm 2018. Điều đang được thấy với tốc độ ngày càng tăng và đáng báo động là doanh nghiệp RICO rửa tiền trên toàn quốc đang ngày càng đóng góp nhiều hơn cho PAC và các PAC này đang tài trợ cho các ứng cử viên của địa phương. Nhiều PAC trong số này có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều tổ chức có liên kết với Soros, những tổ chức tham gia tích cực vào các hoạt động gian lận bầu cử trên toàn quốc, rửa tiền, tài trợ cho mạng lưới khủng bố và doanh nghiệp RICO khổng lồ đang diễn ra. Các tổ chức tội phạm này cũng có mối liên hệ quan trọng với công ty luật Perkins Coie. Đây cũng chính là công ty luật đứng sau những tuyên bố sai sự thật về thông đồng với Nga trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump vào năm 2016. Hoạt động này dẫn đến vi phạm tài chính chiến dịch lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ thông qua các khoản đóng góp tài chính cho chiến dịch bằng hiện vật. Hầu hết các doanh nghiệp rửa tiền tội phạm lớn đều hoạt động với sự hỗ trợ của các luật sư và chủ ngân hàng sẵn lòng. Perkins Coie cho đến nay là một trong những người hưởng lợi lớn nhất từ mạng lưới rửa tiền RICO này. Công ty đã nhận số tiền bất hợp pháp khổng lồ thông qua các khoản phí pháp lý do PAC và ủy ban trả. Những người đã giúp rửa các khoản đóng góp tài chính cho chiến dịch được thực hiện dưới danh nghĩa của hơn 1 triệu cá nhân có danh tính đã bị đánh cắp và sử dụng để cấu trúc các giao dịch tài chính và phá vỡ các giới hạn tài chính của chiến dịch tranh cử liên bang. Phải chăng một doanh nghiệp tội phạm đã xâm nhập vào Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và vũ khí hóa bộ này để chống lại phe đối lập chính trị của họ? Thưa quý vị, giống như là các luật sư quận, thẩm phán và các quan chức chính phủ khác, khi cuộc điều tra diễn ra, ngày càng có nhiều chi tiết xuất hiện khiến cho người dân hoang mang và yêu cầu câu trả lời. Sự táo bạo tuyệt đối của những hành động này sẽ thúc đẩy lời kêu gọi điều tra ngay lập tức và kỹ lưỡng, khiến cho nhiều người tự hỏi liệu công lý có thực sự thắng thế khi đối mặt với những cáo buộc đáng kinh ngạc như vậy hay là không? Fani Willis từng được coi là một ngôi sao đang lên trên chính trường Georgia, hiện đang phải vật lộn với một vụ bê bối toàn diện có nguy cơ làm hoen ố danh tiếng và sự nghiệp của cô. Ý nghĩa của những tiết lộ này rất sâu rộng, đóng vai trò như là một lời nhắc nhở rõ ràng về sự mong manh của niềm tin và các quan chức nhà nước và thời gian mà một số người có thể phải làm để đạt được quyền lực và sự giàu có. Trong những ngày và tuần tới, khi cuộc điều tra tăng cường, thế giới sẽ theo dõi chặt chẽ để xem chính quyền xử lý cuộc khủng hoảng chưa từng có này như thế nào. Số phận của Fani Willis đang ở thế cân bằng và sự thật đằng sau những cáo buộc bùng nổ này chắc chắn sẽ định hình lại tiến trình lịch sử. Cuối cùng, thêm một lời kết, Emily và Cộng sự rất mong quý ông bà, cô bác và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Times. Kính chúc cho quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an.